đây là cái quán của anh Xin, Nguyễn Xin mới mở nên Phương và anh Bắp quyết định tới đây ăn thử như thế nào, review coi cái quán như thế nào. Ê chà, ồ em ơi, nhớ xe ngoài rồi đó em. Ủa chủ quán hôm nay dòng nó rất là tốt như thế này. Trời ơi, đi ăn hải sản nghe nó mới tự quá hải sản kiếm gì ăn cá cả mình không biết đâu. Thôi em nhà không mà giá cả gì tụi em là mời được rồi ăn đúng không? Đúng rồi. Các bạn ơi, là mẹ xin nói là gia đình không mà tiền bạc, trong gia đình không có tính tiền bạc nên mời Phương và anh Bắp ăn không tốn tiền để coi để lựa món coi như thế nào nha. Mình hết tại vì có ở đây có mấy món trong người ta đặt rồi hết rồi đó. Còn cái em cái tôm hùm này, tôm hùm này là con nào mắc hơn? Có sai không người ta? Mấy chục ngàn à? Cái này ngao hay còi hả? Là gì? Đúng rồi đó. Ngao đó. Ngao không? Lấy 1 ký. 1 ký ngao này luôn. 1 ký ngao, 1 ký ốc hương. Cái này nữa nè. Đâu cái chuyện của chuyện tụi anh ơi, tụi anh muốn kêu gì tụi anh kêu chứ. 1 ký tụi hài nha em. Đây không phải coi. Đây là bạn của anh Huy, bạn của em tới em ăn luôn. Chứ là không có gì chứ. Cái chung em luôn hả? Hả? Đi chung luôn. Tụi anh đang lựa hải sản em ơi. Đây không có đuối các bạn. Cái này là con gì? Cái này là con cá cá bươn. Cái này khách đặt rồi, khách đặt luôn rồi, hết luôn rồi. Đây kìa. Khách nhận hồi tháng trước rồi. Tháng trước rồi mới chừa lại. Bây giờ còn có mấy con tôm mới xuống rồi. Mấy con cá gì nhìn lạ vậy? Cá chuỗi ngọc. Cá chuỗi ngọc. Cá gì? Ủa, cá chuỗi ngọc đặt hết luôn rồi hả? Khách đặt hết luôn rồi hả? Sống mà sống dơ. Chủ quán dơ thì chủ quán gì. Kêu tới món gì là mới khách đặt hết món đó. Có cá điêu hồng không? Cá điêu hồng còn nhiều lắm em, anh gọi cái là đem tới giao liền. Mời nước ở đây lạnh. Thôi lấy vô nó kém. Ủa nó bắn nước vô mặt luôn. Hải sản rất là tươi mọi người. Đúng rồi, tươi này. Còn sống nha, còn rất là tươi. Ốc hương còn đang bò nha mọi người. Đây ốc hương đang bò. Bà ơi, con gì vậy? Em thử bóp chưa con cá gì ghê lắm. Đó là cá mặt quỷ. Thôi, thử là con ốc thì bóp chưa đó. Cá mặt quỷ. Ê, cái con này bắt được không hay là nó? Được, bắt được. Nó thấy không? Không. Nó thì buồn. Lạnh lắm rồi. Cái càng buồn. Thôi, phải không? Cái càng buồn. Tôi nhét với má, nó bún không? Không bún thì khô à? Cầm mình hút. Nó bún không? Không. Sợ cái này lắm. Cầm cái mình đó, em bỡ con lên. Tao bắt được mày rồi nha. Nước lạnh lắm luôn á. Wow. Đây là con. Nặng lắm. Đó, còn sống nè. Em ơi. Hai ký rưỡi. Hai ký rưỡi mà này vừa bán được nhiều mấy ký, con này cũng cần cũng là một triệu đó. 3 triệu. Con này có triệu mấy ký à? À, chỉ có 2 con mới đủ. Ừ, rồi. Con này là hàng. Là con này chắc cũng có 4-5 triệu gì đó, nhưng mà. Ok. Tình nghĩa anh em của mình nó có gì so với cái này không? Mà bình thường cho nó mọi người. Tình nghĩa anh em mình không lẽ nó không xứng đáng không? Kìa. Đúng không? Đau trong lòng hết thôi. Rồi. Không phải đây rất là ngon các bạn, nó nằm nó ve cái càng đó nè. Được con này nha. Bắt một con hùm bà tìm hết đi. Bắt con nó bún á. Bún. Cầm râu nó dở quá. Cầm râu. Ê.
Không có kinh nghiệm gì hết. Đây là có kinh nghiệm á. Tuổi trẻ chưa trải sự đời thiệt. Đặt lâu láo không có kinh nghiệm hết. Tao hút cho. Chắc mình phải ra tay chắc con bơi tôi lôi nó lên luôn á. Thôi giống như là mới vừa tắm xong luôn á. Nhiệt tình với khách hàng quá mà, khách hàng là thượng đế mà. Lấy luôn được. Nó còn càng nè, rồi quay cận cảnh nó nè, nó kịp ghê lắm. Nè, nó dịch nước luôn ở đâu nè. Ui, rồi sao bắt nó. Cái gỗ đâu. Tình nghĩa anh em mình thì như vậy rồi, mỗi thứ chút thôi. Như là ngao hay còn 1kg, rồi hấp hương 1kg, rồi thu hoài 1kg, rồi con khô đó. Chứ mình còn yêu hướng là không đủ hay thôi. Thay đồ đi ông chủ. Nè mai mốt nha. Bắt tôm được. Ôi còn có tôm không? Đúng rồi. Quên đó. Nhắc khéo đó. Mai mốt mình có kinh nghiệm thì mình bắt. Bộ mấy này để coi người ta bắt. Chứ đừng có mà tài lanh như vậy. Đúng 3 cái đúng cười từ đầu đó. Đây nè, mình phải cho cái chiều của cái mà ai giật cái gai nó đặt à gai nó bút lên đó sau một phút nhờ người còn bắt lên đó rồi xong rồi chưa rồi mình lên trên bàn cái này không hả hả kêu gì bạn đây em kêu anh em tới trước rồi em tới sau đây bạn gia đình luôn cho hơi thấp nha gia đình em hai người tới sau còn ở đây là anh em của em mình là gia đình với nhau đúng không nó như một cú lừa đó mọi người à mà khách hàng là thượng đế mà mình đâu dám nói gì đâu là mấy người bạn tới nữa nên là bây giờ cái bàn này không đủ chỗ ngồi nữa, bây giờ phải sắp xếp một cái khu bên kia, khu thật là lớn để chứa mấy chục người được, lại còn rất là nhiều người tới nữa, tại vì một cái chữ tình nghĩa khi nói mời vào đây ăn tình nghĩa anh em không tính tiền gì hết nên được một lần thì mình kéo qua nó đông đông tí xíu. À, có gì không trên hơi sức khỏe tí xíu ổn mà xin ổn. Ủa xin ơi tại vì nay bắt được chức offline đây á một fan á thêm vài 40 người bắt cho mình. Hello trợ lý hả, sang quán luôn nha. Ok trong đêm đi, sang trong đêm luôn. Anh em gia đình phải tình nghĩa bên em mới qua chứ đâu phải là bình thường trời. Nhiều người mời đi ăn em từ chối. Gia đình lâu lâu mới được kèo ăn thì mình phải bào cho tới xương mới được, chứ bào ít không có mình nội lâu. Con này trị giá khoảng 40 mấy 5 triệu thì ấy hay quá. Đây là những giọt nước mắt của chủ quán đã rơi từng giọt đây. Buồn ơi, lắm đã đổ rồi. Buồn lắm Phương à. Nỗi buồn cái này là niềm vui người khác. Tôi tính mời tới đây ăn mà thấy về không biết sao. Ủa anh còn thiếu một chầu luôn anh Chí. Đúng không? Đây tôi phải bào tới đây cả. Ờ quên nữa. Đây anh Chí cũng còn thiếu Phương và anh Bắp một chầu. Mà cái chầu đâu phải lớn hơn chầu này. Rồi đi anh xác nhận đi chứ. Xác nhận mà sắp không. Xác nhận. Phải làm rằng không. Phải làm rằng không. Xác nhận nha. Đây còn nợ một chầu thì vài bữa cũng tổ chức ở đây luôn. Không quên Chí phải hoành tráng cái hôm này nhiều. Không, tại vì anh sẽ kê cái uy tín của ông anh của em không thể nào mà như vậy được. Đúng rồi, chủ của 12 chi nhánh mà. Cả thấy con cá mặt quỷ ok kìa. 1.8 triệu 1 ký. Một con tầm 4 ký. Nó bảo tới xương tầm kẹt em. Tại vì mình ăn chuối là cái tình mà qua đi chơi chuối cái tình bây giờ mình lại gì đâu được. Đâu, lấy hai con thôi. Hai con thôi. Hai con. Ở hồ có hai con à. Anh không thể nào anh tin tưởng được, có nghĩa là sáng sớm á là ngủ anh đi hấp tóc xong anh tưởng là lâu lâu là có người em mình ngủ mình đi hấp tóc ok. Xong qua dắt qua tiệm anh Vũ Trí vô bào hớt xong rồi ra cười he he nhe răng cười xong rồi miễn phí rồi uống tóc nữa ra cái đâu rồi. Quắn thấy không? Rồi xong rồi còn bào chủ tiệm thêm một cái chầu cơm niêu Sài Gòn. Mình với cách là khách mời xong bắt mình lái xe chở hai đứa đi.
đi qua bên anh chỗ anh Tiến Lục á, anh có cái cửa hàng bán đông trùng hạ thảo á, vô bào của được hết 4 bịch đông trùng hạ thảo bự như nè, đem về chính, nói chung là cầm đồ người ta tặng nó hí hửng, nó mừng lắm, vui lắm. Ở trên đường đi về là gọi cho mình, bắt là mình phải thiết cái một cái bữa ăn, một cái chương trình như thế này. Thiệt là bây giờ mình cảm thấy hơi sợ những người anh em của mình. Xin ở đây có bông tâm không? Tự nhiên ngứa tay, ngứa dở mang luôn á. Đúng rồi, chiều giờ bao nhiêu người rủa rồi đó. Anh Lục anh thương anh em tụi tôi, anh cho chứ tụi tôi không bào anh em. Đúng á, từ chối lắm luôn á. Rồi cho anh nghĩ em Út mà cho không dám lấy không? Tại hai mặt em dễ cưng nữa, ai cũng thương, không cho anh em, ai cũng quý hết. Rơi nước mắt luôn. Tôi ngày hôm nay thì cũng là một trong những nạn nhân, giống như những người nạn nhân từ sáng tới giờ thôi. Đây mình có một rất là thấp, hơi bị ngon. Thì đây là cái thân đó, là lấy cái thịt đó ra mình ăn sống. Rồi sau đó chúng ta sẽ pha một cái chén bù tạt thật là ngon. Và mình sẽ tái chanh ở trên này, mình chấm vô mình ăn. Cái hương vị mà tình nghĩa anh em nó đậm đà. Và nó hơi cay cay của bù tạt, nó sẽ nước mắt sẽ rơi, nước mắt hạnh phúc sẽ rơi xuống. Mà qua quán có rượu không? Tại Sĩ Thanh uống rượu được rồi. Quán có rượu, nhưng mà mấy chai rượu nãy em cắn dơ của anh Lục đâu. Mấy chai rượu nãy anh Lục đâu, mình bỏ quên nó làm sao rồi. Nói không có anh Lục đâu. Có, của anh Lục thôi, đừng có qua mắt thánh. Tôi thấy hai chai đông trùng hạ thảo. Không nhớ luôn á. Bác bà xin xịn quá rồi đó. Em chơi vậy không biết làm sao hai anh em nghèo được luôn á, nói thiệt. Trời quá, nhưng mà cho chơi đủ được không? Bây giờ thí dụ đặt trường hợp như hai anh em cứ có lấy chơi đủ của anh Lục đi. Thôi. Nhưng mà tới quán của anh để cảm nhận cái quán anh như thế nào thì phải cảm nhận đủ với hương vị quán của anh. Rõ ràng. Làm sao mà đem cái đồ ngoài vô ăn được? Em nhậu ở quán của anh, uống rượu của anh. Chưa uống. Em sẽ cảm nhận được ngay cái hương vị. Đừng có không có đồng quê. Đúng rồi. Thì cho xin chơi đủ đi. Cho chai gò đen em ơi. Ơi bảy đủ đậu cao cấp hơn xíu. Bây giờ cái chầu này nhá, nếu mà nhậu ở ngoài ít nhất cũng là tầm mười mấy hai chục triệu. Đúng rồi. Tầm mười mấy hai triệu mà bây giờ chai rượu đó mình cũng không tốn tiền mua anh Lục cho mình. Mình uống nửa chai mình giả bộ xỉn mình ăn. Đúng rồi, đúng rồi. Đi anh em chúng đi. Anh em đã mời cái này rồi thì anh em chúng tôi cũng mở lòng cao cả ra lấy cái chai rượu quý của anh Tiến Lục tặng để lên uống mọi người. Đúng rồi. Nói cái tiền bạc mình không có thấm thía. Mọi người ơi, vỗ tay mọi người ơi. Đây các bạn à. Nè. À, anh em chúng tôi á, sáng giờ là đi rồi. Tất cả những nơi là ai cũng quý hết trơn á nè. Đúng rồi, cho đồ. Đông trùng hạ thảo của anh Tiến Lục. Nè, đây, đông trùng hạ thảo của anh Tiến Lục cho. Đúng rồi. Nè, cho quá trời luôn nè, đây nè. Một. Thật ra là của hai anh em hết, giờ không nè. Có ai trơn á. Quá trời luôn á, của anh Tiến Lục nè, anh thương anh cho. Đó, đông trùng hạ thảo kim cương vàng. Đông trùng hạ thảo của anh Tiến Lục bán kim cương vàng rất là chất lượng. Đó, và anh em đã qua, anh Tiến Lục thương hai anh em. Cho một đống về luôn, rồi cho thêm một. Đây cho rượu, bây giờ rồi. Đây. Bây giờ rồi. Đó. Sự hy sinh chúng tôi nè. Sự hy sinh đó. Bây giờ sao đây? Út. Quyết luôn hả? Giờ bóp bụng đem lên núi sao giờ. Mọi người ơi, mình còn có gì, mình chỉ có cái chai rượu đông trùng hạ thảo mua cũng hơi mắc tiền. Mình mang ra mình mời các anh em ở đây. Ở đâu ra có chai đó vậy? Mua. Mua bên anh Tiến Lục á. Chứ đời mà ai cho ai bởi gì bao giờ đâu. Anh Lục à, anh có coi cái video này thì anh cũng đừng có lồng lộn, đừng có tức giận lên anh nha. Tại vì hầu như là nguyên bàn nay cũng hiểu tính của Phương với lại Bắp hết rồi. Trời ơi, ấm cúng thế. À. Thôi ba anh em mấy anh em mình đủ à, em mời mọi người ạ. Đây nha, một ly bia, một ly rượu, cậu à, tình nghĩa anh em mình. Wow. Ly luôn, nước hai, ba, vô. Vui rồi. Anh thôi, mình không có trẻ. Có gì nhắm không? Ah,
đây có cần xào tỏi củ nhân rau không được. Ăn đâu được hả? Ăn cái này được nè. Đây còn tép á. Một chúng tôi qua lại, chúng tôi qua lại nè. Cảm ơn Phan rất nhiều, cảm ơn xin nha. Hôm trước giờ em chơi nó nhiều mà chưa giờ em thấy nó ăn cắp đồ ăn như thế này. Chóng mà. Làm sao mà nó quái hóa biến chất quá. Quà nó uống ghê lắm, đựng đựng nó. Nó miếng nào tỉnh đó, mình qua mình ngồi ngồi ra miếng ghê lắm. Cho em mượn lại, cho em xin lại mấy cái ly cái. Tại vì nãy em quý quá, em quên. Khoan nếu mà cậu cảm thấy sức khỏe, cậu cho phép thì cậu có thể về đây trả cho mình mấy cái ly được không? Cái này anh em lâu quá. Đúng rồi, anh em mình lâu quá. Lâu quá, không phải anh em lâu quá mới gặp mà lâu quá, anh chờ ly lâu quá. Rồi thêm mà em phải có thằng bạn em không vào khi mà anh đã đi rất đáng hiểu rồi, nhưng mà tụi em chờ một thời gian để coi tình hình sao bây giờ nè. Em nói rồi. Thằng bạn em nó vẫn ngồi bên kia phải nghe đấy, rồi ngồi kia chờ thằng bạn em không được phép uống với em. Tôi nghe thấy mà nó không hề một cái tính gì hết. Trong lúc tôi đang hợp gia đình, tôi bàn công việc ở trong này thì tôi có nghe lóng thoáng ở đâu đó những cái người mà nhắc cái tên tôi. Thì ra là bạn Khoa và anh em của bạn Khoa. Bạn cả tôi đâu rồi? 2, 3, 2, 3. Chứ em thấy gia đình hợp cũng khác nước quá. Em sẽ chiến đấu ngày hôm nay. Tại vì có anh cả em luôn bên em. Em sẽ chiến đấu hết ngày hôm nay. Không có quen biết gì nó hết trơn á. Không biết gì nó hết trơn á. Không biết gì nó hết. Không quen. Anh em mình là những người xa xứ gặp thầy cầu lập nghiệp. Trường anh cả tôi đã chúng sao sớm nên là nó lớn cả. Đó, phải tương trợ nhau, phải yêu thương nhau, quý nhau. Và mình cảm nhận được tình cảm của Qua từ trước nay. Ở bên này quay video tới mà. Không có sống sau thì tốt vợ con mình. Anh em mình. Em ơi, bên đây vô mấy người nè. 1, 2, 3.